Sau đây là một thông tin mà chắc chắn mọi người lao động đều rất quan tâm, đó là thưởng Tết và là một tin vui. Hầu hết các doanh nghiệp năm nay đều có dự kiến thưởng Tết cao hơn năm ngoái, trung bình là một tháng lương. Đây là thông tin mới nhất được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố vào chiều ngày hôm nay. Qua thống kê từ 13.000 doanh nghiệp trên cả nước, thì mức thưởng trung bình là 5 triệu đồng, tương đương với một tháng lương. Mức thưởng này tăng 15% so với năm trước. Bình quân thưởng Tết cao nhất là khối doanh nghiệp có vốn nhà nước là 7 triệu đồng một người. Riêng các tập đoàn nhà nước cao gấp đôi. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trung bình khoảng 4,8 triệu đồng một người. Doanh nghiệp dân doanh là 4,3 triệu đồng một người. Mức thưởng thấp nhất từ tỉnh Nghệ An báo cáo là 30.000 đồng một người. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 20% doanh nghiệp chưa có báo cáo thưởng Tết.